ốp hàng các bạn. Mình vô ăn cái đói bụng quá các bạn ơi. Giờ vô ăn ha. Không có đem đồ đựng đựng nó nữa, cái áo đựng nữa các bạn. Không có đem nữa. Hiện tại là không có đem áo theo anh em. Ở đây cầm đem về luôn ha. Cầm. Mới có 10 phút rồi vô lòng lụm sâu ăn thịt bơ luôn các bạn. Hôm nay nãy giờ mình đi khắp cái khu Kim Sơn luôn các bạn. Nãy đi khắp cái khu Kim Sơn luôn mà không thấy có một con nào hết. Thì mình đi bọc cái yên xe lại xong rồi mình đi luôn ha. Chúng đi công chuyện ha. Mình vô chỗ ngân hàng mình đăng ký tài khoản mình để mà lãnh lương của YouTube á. Thì mình đi vô đó mình lãnh tiền YouTube á. Mình vô đó mình lãnh tiền ha. Rồi xong cái mình đi bọc lại cái yên xe của mình. Thì vừa xong mình đi vòng vòng cái khu Kim Sơn mình kiếm kèo để mà bẫy ha, nhưng mà không có. Giờ mình vòng ra đây nữa là chỗ này là kêu bằng bến củi ha, nhưng mà không có nữa là mình đi về luôn các bạn. Thì mới vừa xong cái công việc ha, mình đi bằng quằn luôn. Bến củi bến cát đó, ở đây là khu khu Kim Sơn ha, giáp ranh với lại khu Phước Thuận thị trấn Long Thành. Giờ mình đi vô khúc đó nữa là mình hoàn tăng nữa, nếu mà không có nữa là mình đi về luôn. Ê, anh có nuôi đầu đỏ không? Ở đây có nghe đầu đỏ kêu không? Chớp á hả? Sâu đầu đỏ. Đôi khi cũng có nhưng không. Có à? Anh nuôi chớp không hả? Chớp em cũng có nuôi nhưng mà cũng không có mê nó luôn. Thái chim sâu à. Đầu đỏ với lại sâu vàng á, chim hết cô á. Thấy ở đâu có nuôi sâu đầu đỏ vô giật chơi. Thôi mình đi vô coi. Có anh này anh cũng nuôi trồng màu đó nè. Dạ anh nuôi mấy con, anh mấy con trồng màu? Hai con. Hai con hả? Cũng nghe nó kêu ra. Khúc ở trên đây thấy tụi nó nuôi cũng nhiều lắm. Em đi trong đó em ra thấy nó nuôi nhiều lắm. Đây là cái khu bến củi á các bạn, giáp ranh với lại cái khu Phước Thuận ha, bến củi khu Phước Thuận, khu Kim Sơn mà vừa giáp ranh với lại khu Phước Thuận nữa. Hồi xưa gọi là bến củi, bây giờ người ta gọi là bến cát nha các bạn. Hồi xưa gọi là bến củi ha. Giờ mình đi ra đây nữa, nếu mà không có là mình về luôn. Bây giờ mình đi lâu lắm rồi. Ở bên đó mình nghe bên đây có kêu rồi các bạn. Đây là cái khu giờ xong nước nó đang lên nữa các bạn. Xong nó đang lớn nước rồi. Cũng giờ chắc cá nhiều lắm các bạn. Mình ra mình quay sơ lược cái sông cho các bạn coi ha. Chỗ này chắc cũng có người câu cá các bạn. Lúc này sông nạo vét rồi. Nước hôm nay là cá chơi nhiều, trong các bạn. Chỗ này hình như mình câu cũng có cá nữa các bạn. Nếu mà nó đang dâng nước lên các bạn. Này là thủy triều đang lên nha các bạn. Cái dòng nước nó đang chảy lên đó, thủy triều đang lên. Còn thủy triều xuống là dòng nước nó chảy xuống ha. Đây có cá nhiều lắm các bạn. Mà thường nó cạn là nó cạn sát đáy luôn à. Mà nước lớn lên thì nó lại dâng nước đầy lên. Thì nước này chắc cũng cỡ mấy mét đó các bạn. Dâng lên cỡ mấy mét đó. Giờ mình kêu ở đây thử coi có không nhá. Đây cây cối bớt à, chắc nó cũng coi nếu mà có cũng có nghe tiếng à. Dòng vô đây nữa mà. Đây đây hỏi cái đường cuối rồi. Đây cũng có cây cối à. Nhiều. Hãng này đi ra ngoài kia được không biết, phải chạy thử coi. Hình như chạy được các bạn. Ở đây như là cây cối cũng hơi có. Nói mình ra đây kia coi, kia được có. Đây nữa là xong rồi, về luôn. Đây thấy có bán đồ ăn mà.
các bạn này bắn con cá đi. Có người con cá đi. Ở đây đẹp ta, cây cối đồ đẹp quá các bạn. Ở đây là gần sông nữa các bạn, sông đây. Hình như có con kêu, không biết phải chim nhà ta nuôi em nữa. Đó, rồi, đưa. Nghe có kêu các bạn, không biết phải nhà ta nuôi không. Rồi, nếu mà có phải nó là mình đánh ở đây các bạn. Bỏ lên đất, đánh chỗ này luôn ha. Đánh chỗ này luôn. Không phải rồi, chim của chim rừng rồi. Ở đây có quán ăn nữa các bạn, bán cái gì không biết, bán gì có đũa muỗng đồ ngon quá. Quán ăn này tại nhà kia cũng có lòng chim nuôi rồi mà không thấy chim đâu. Có bạn này cũng câu cá rồi, mở anh coi coi có cá không. YouTuber. Dạ. Ở đây quán bán gì bố? À, bún đậu. Bún đậu hả? À, thấy trường hợp mấy giờ bán? Quay này nè, nó giờ bán tới 9 giờ quay đó. Đang nó à, nãy giờ câu lâu chưa? Tại vì mà quay khá là quay bán suốt rồi. Ừ, cái bì sông đẹp quá các bạn. Mình bây giờ nước nó đang dâng lên các bạn. Nước không. Mới biết cái sông này luôn á. Không có đâu mới biết. Đâu có đi vô đây đâu. Mới biết cái đường, giờ đường xá ở trong đây giờ làm đẹp ghê luôn. Đổ nhựa. Con ở bên kia, hồi xưa con ở bên khu Phước Long á. Con em con ông Sang Ngọng á. Ông mà sơ. Đúng rồi. Ông chết lâu rồi. Ở đây có bãi câu ngon ghê. Trời chắc chiều. Chắc chiều vô đây ngồi câu ngon hơn á. Mấy hổm lại ngồi dưới chân cầu không à. Bữa nay chắc cá nó vô bờ này các bạn. Con đánh không mồi không à. Đánh lưỡi câu không mồi không à. Câu hên xui chứ còn đừng nói cá nhiều có ít. Cá nó vô là con mới câu có. Quánh không mồi. Quánh mồi nó không ăn. Câu không mồi thì nó lại ăn. Ăn lưỡi không. Rồi ra kèo thôi các bạn. Để đằng cái bờ đất này ẩn ha. Lát chiều vô đây ăn bún đậu các bạn. Thấy chú này nói bán bún đậu ngon. Đây ăn thử coi. Rồi ra kèo hả các bạn ơi. Mới bọc lại cái yên xe mới ken các bạn. Mới ha, không phải là không rách nát ha. Đó. Này con đi con còn mồi thôi à. Để mình đi lên lợi ngân hàng mình rút tiền á. Lãnh hàng lúc tiền du tu bi mình ha. Thì mới lãnh xong cái mình đi bọc cái yên. Bọc cái yên xe xong mới ken xong rồi mình đi bầu quần ở khu Kim Sơn luôn. À, ra kèo thôi. Còn con mồi này của mình là quánh đất nha các bạn. Chứ quánh cây là khó ăn con bỏi lắm. Nó dữ quá, nó hung quá. Rồi về sầu kêu nữa. Cái này đi bẫy là về sầu kêu ráo riết. Ở đâu cũng có tháng ve sầu kêu coi. Để mình coi bún đậu coi bán chưa, vô ăn gì á, đó bụng quá coi, sáng giờ chưa ăn gì. Sáng giờ chưa ăn gì luôn, có bụng quá. Thôi mình đi lợ luôn hả coi. Nói chung là chưa ăn gì, có bụng. Thấy bán bún đậu nè. Bún đậu là thái rồi. Giờ không biết có bán chưa, thấy có bằng ghế rồi, chắc có rồi đó các bạn. Chờ mình để bò đậu gầy lát này ha. Đây mình khỏi lo kiếm rồi. Cái đằng gì xong ít kiếm hơn. Bỏi kêu rồi. Bỏi nó kêu á. Rồi, đây ok ha. Mỏi về tới rồi.
đừng nói có con nha. Mình cũng không có đem theo cái áo đựng nước bạn. Lần đầu đánh bắt được bổi các bạn. Dữ quá. Lần đầu tiên luôn các bạn. Chim sao vàng á. Nó bằng tăng cho nó căng các bạn. Thôi, mình gỡ ra, mình gỡ ra mình cũng đâu có đồ đựng đâu, mình đi kiếm đồ mình đựng các bạn. Mình không có đồ mà theo cái đồ đựng ha. Khó khăn các bạn. Mình vô ăn cái đói bụng quá các bạn ơi. Giờ vô ăn ha. Không có đem đồ đựng đựng nó nữa, cái áo đựng nữa các bạn. Không có đem nữa. Hiện tại là không có đem áo theo anh em. Ở đây cầm đem về luôn ha. Cầm. Lần đầu tiên luôn, lần đầu tiên là bảy kim kiểu này luôn. Thấy nó trong đây nè các bạn. Thấy nó nè. Đó. Thấy nó nè. Thấy nó trong đây nó dòm. Lần đầu tiên luôn các bạn. Cầm về tới nhà khoảng 10 phút các bạn. Cầm luôn chạy luôn. 10 phút. Mới có 10 phút rồi vô lòng lụm sâu ăn tỉnh bơ luôn các bạn. Lòng ăn sâu tỉnh bơ luôn. Mới có 10 phút rồi. Bự nó bự con ghê.